Rồi, Ấm Điện xin kính chào tất cả các anh em. Rồi, các chưa được gặp lại anh em trong clip mới nhất hôm nay. Thì cũng qua khoảng thời gian này thì anh em cũng hỏi những loại thuốc từng cuối, gọi là những loại thuốc ốp á, thì loại thuốc nào hay nhất. Thì thuốc hay nhất thì nói chung là không có loại nào mà hay, mà không có loại nào là dở, do cách mình xài thôi. Mình biết xài với theo cái con gà mình nó như thế nào mình xài mới hợp lý, thì nó sẽ phát huy được tác dụng của thuốc. Chứ bây giờ con gà anh em nuôi chưa chắc một tuần nó chơi được, mà anh em đưa thuốc này vô, nhiều khi gà chưa lên tay đủ, rồi các anh em muốn ốp nó lại là rồi nó không lên nữa đó. Nước máu chưa điều độ thì các anh em nuôi thuốc bổ sung những cái dòng thuốc bổ máu mà kêu bằng gọi là kích thích nhẹ đó, nó sẽ lên, nhưng mà nhiều khi nó bị gớt bo đó. Số điện thoại ăn là 0362385669. Thì ăn ở gần chợ Bình Điền, anh em nào gần nhà có thể chạy lên nhà lấy thuốc. Còn anh em ở tỉnh xa thì anh sẽ ship hàng theo đường Bình Điền cho anh em. Anh em sẽ nhận được hàng trong vòng 2 đến 3 ngày thì theo khu vực anh em ở. Mua hàng với đơn hàng từ 500 đổ lên, anh sẽ bao ship cho anh em. Dưới 500 anh em tự chịu tiền ship là 30k một lần ship nha. Rồi thì cái loại thuốc anh muốn giới thiệu đến với anh em là thằng này, Mega C1. Thì này là sử dụng từng cuối nè, nói chung từng cuối nhưng mà nó khoảng thời gian nó sử dụng rất là dài, tùy theo con gà mình. Đó, khi nào mình nuôi cảm thấy tay ok rồi mình mới đi chơi, chứ không phải nuôi một tuần là vô đúng một tuần rồi mình đi chơi. Này là cái cách sử dụng của nó tùy theo con gà, gà đòn sử dụng này cũng được, mà gà nồi mình sử dụng cũng được. Đó, thì hằng này là sử dụng từ 7 tới 21 ngày, nó giúp săn cơ, chắc khung xương, chắc mỏ, chắc móng. Thằng này thiên về thành phần canxi và cơ bắp. Đó, khi sử dụng thằng này thì gà của anh em nó không có lên tay nữa nha. Cái này muốn sử dụng thằng này thì mình phải nuôi trước cho nó lên tay cái đi, nước máu ok ngon lành thì cái này mới sử dụng này vô, nó mới tăng bo với lại chắc khung xương thì nó sẽ có cái bo lớn đó. Cái thằng này á, nó khi mà sử dụng nó vô thì nó sẽ đứng số ký gà anh em lại, nó sẽ gõ mở từ từ. Nếu con gà nào mập quá thì cái em sử dụng này đó. Còn những con gà nào anh em nuôi đủ tay, cảm thấy nó muốn từng lễ 10 ngày nó chơi thì vô này. Thì mình vô cảm thấy khi nào cái tay con gà mình nó dẻo dẻo vừa là mình chơi là ngưng nó nha, chứ đừng có uống cứng ngắc luôn, vô cái tay như cục sắt luôn. Có nhiều anh em nuôi gà tay như cục sắt thì vô làm sao suốt, nó không có độ đàn hồi, là cái anh em vô nhảy qua nhảy lại 2-3 cái là gọi nó bị bó cơ, bị căng cơ lên. Như nhờ một số anh em tập tạ đi, cái anh em tập cố gắng hết sức, khi mà cái cơ bắp của anh em đã cứng rồi thì nó sẽ đâu có co giãn lại được. Cái anh em phải ngưng một thời gian, mà khi ngưng thời gian thí dụ như 15-20 phút thì nó vẫn còn vậy, cái anh em phải tập những cái cơ khác chứ không có tập được những cái cơ đó nữa. Thì gà của anh em cũng vậy, nuôi cho cứng quá thì nó chơi không có ngon. Thì ai nuôi gà thì phải biết cái vấn đề đó rồi. Cái này thì hướng dẫn cho những anh em nào mà chưa biết. Còn Mega C1 này anh em sử dụng rất là nhiều rồi đó, từng cuối thì anh em sử dụng thằng này thì ok, không có cần đắn đo gì nhiều. Bây giờ biết xài thuốc hay không xài thuốc gì kệ anh em đó. Anh em sử dụng thằng này từ 7 tới 10 ngày, khi nào cảm thấy vỗ tay dẻo dẻo bo tốt ok, ngừng 3 ngày 4 ngày gì đó, đó ngày nào bò tốt là suốt thôi. Đó, thì quan trọng là cái ngày các anh em uống rồi ngưng thuốc 2-3 ngày coi ngày nào bò tốt thôi nha, chứ đừng có ngưng thuốc rồi cứ canh 3 ngày hay 4 ngày rồi đem đi suốt là không được. Nhiều khi nhà mình gớt bò nào mình không hay sao, nhiều khi nó bị cảm cúm sổ mũi gì đó, hay là nhiều khi trái gió trở trời đó, đủ thứ chuyện hết trơn à. Đó, quan trọng là cái ngày các anh em chuẩn bị đem đi chơi thể thao thì các anh em sổ là cái bò tốt thì đem đi chơi thôi. Đó, thuốc thì rất là bao la. Mega C1 nè, thủ giờ là 100 viên là 200k nha. Cái viên nó màu trắng nha nè, thì che nửa viên nội viên, 3 ngày uống 1 lần. Hoặc là các anh em sử dụng là nếu mà thuốc từng cuối thì các anh em nên sử dụng là uống liên tục, hoặc ngày uống ngày nghỉ, tùy theo gà cho nha. Đó, thì có giấy hướng dẫn đi theo, cho anh em nào mà không hiểu thì các anh em có thể alo anh. Đó, hoặc có thể nhìn theo giấy hướng dẫn đó là xài, bởi vì nó tùy theo điều kiện con gà. Con gà tay ok thì mình sử dụng ngày uống ngày nghỉ, còn những con gà nào mà nó bị mập quá thì mình uống liên tục để mà cho nó bóp mỡ ra, bóp mỡ gà ra đó, để mà nó mau tới pin. Gọi là những con gà nào mà tay ngon rồi thì mình muốn cho nó giữ cái cơ bắp nó không bị lên nữa, hoặc là cho chắc khung xương thì 3 ngày mình uống 1 lần. Nó mình uống khoảng 3 viên gì đó là từng lễ 10 ngày gì đó mình đem suốt thôi, ngon lành cái nào. Vậy còn bán các loại thuốc nuôi, thuốc ốp, thuốc tăng bo cấp tốc và cửa hay là nghệ, các loại thuốc trị bệnh thì rất là nhiều. Anh em xem những clip cũ hơn ha,
Còn anh em nào không biết con gà mình đang cần cái thuốc gì thì có thể alo anh cho anh em cái cách sử dụng hợp lý nhất. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào anh em, hẹn lại anh em trong clip mới nhất.